Xin chào cô Quỳnh. Chào bạn Dũng, chào các bạn. Mình tên là Quỳnh và hôm nay thì mình sẽ cùng với bạn Dũng học về thể khả năng của động từ. Các bạn cùng chú ý đón xem nhé. Dũng học hết N5 rồi đúng không? Vâng. Thế Dũng còn nhớ mẫu câu nói về khả năng ở trong N5 không? Veru koto ga dekimasu. Đúng rồi. Thế bây giờ kiểm tra bạn Dũng một chút nhé. Bạn Dũng đặt cho cô 3 ví dụ. Ví dụ thứ nhất là tôi có thể nói tiếng Nhật. 私は日本語を話すことができます。chuẩn. Thế tôi có thể bơi thì nói như nào nhỉ? 私は泳ぐことができます。素晴らしい。Thế bây giờ nói là tôi có thể uống rượu nói như nào? Rượu là gì cô? Rượu là お酒。お酒。私はお酒を飲むことができます。Đúng rồi. Thế ngoài cách nói như thế thì bạn Dũng còn biết cách nói nào khác nữa không? Không. Em chưa học, hình như sang N4 mới được học cái nào ạ? Mày có dạy cho em nhé. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học về thể khả năng của động từ nhé. Về cách chia. Cái chia như nào cô? Về cách chia bạn Dũng cũng chưa biết đúng không? Chưa biết làm sao mình biết thế. Thế thì chúng ta hãy cùng dừng màn hình lại và xem. Xem cái chia đây đúng không? Còn về cách sử dụng thì mình sẽ đưa ra một số tình huống cho các bạn dễ tưởng tượng nhé. Ví dụ như là bây giờ bạn Dũng đến nhà mình chơi, bạn Dũng thấy trên bàn nhà mình có một cốc nước và một đĩa quýt rất là ngon. Bạn Dũng rất là muốn uống nước và muốn ăn quýt thì bạn Dũng nói như thế nào nhỉ? Nói bằng tiếng Việt hả cô? Nói bằng tiếng Việt cũng cô được. Cô ơi, nước này uống được không? Cô ơi, quýt này ăn được không ạ? Đúng rồi. Thế bạn Dũng lại muốn mượn máy tính của cô để gửi mail cho bạn. Thì lúc đấy bạn Dũng sẽ nói như nào? Cô ơi, cái máy tính này dùng được không ạ? Gửi mail cho bạn. Đúng rồi. Ngoài ra thì còn có một số tình huống khác. Ví dụ như là hỏi hôm qua em có ngủ được không? Tối nay có đến được không? Các bạn thấy không? Khi chúng ta sử dụng chữ được hay được không ở trong tiếng Việt thì nó tương đương với dạng khả năng này đấy. Thế à? Ăn được không, uống được không, ngủ đúng được rồi, không? Đúng rồi. Thế thì đơn giản quá còn gì? Quá là đơn giản. Cách sử dụng như nào cô? Thì đơn giản thôi. Trước động từ thể khả năng sẽ là trợ từ ga. Ví dụ như bạn Dũng nói là cô ơi nước này có uống được không, đúng không? Thì bạn Dũng sẽ nói là sensei kono mizu ga nomemasu ka? Được chưa? Còn quýt này có ăn được không? Sẽ nói là kono mikan ga taberaremasu ka? Taberaremasu ka? Taberaremasu ka? Đúng rồi. Thế còn câu gì nhỉ? Tối qua em có ngủ được không, nói như nào con? Thì chúng ta sẽ hỏi là kino yoku neraremashita ka? Thế còn ngày mai em có đến được không? Ashita koraremasu ka? Koraremasu ka? Thế còn ngày mai em có đi hát karaoke được không? Ashita karaoke ni ikemasu ka? Ikemasu ka. Đơn giản thế nhỉ? Rất là đơn giản. Thế thì em uống được rượu đấy. Osake ga nomemasu. Em bơi được. Oyogemasu. So desu. Oyogemasu. Còn câu gì nữa, một ví dụ là gì nữa? Dũng có thể nói được tiếng Nhật. Nihongo ga hanasemasu. Đơn giản quá. Quá là đơn giản. Quá là đơn giản đúng không? Đúng rồi, quá là đơn giản rồi. Các bạn có hiểu không nhỉ? Các bạn đã hiểu chưa? Trong thể khả năng này thì có hai động từ cần phải chú ý. Đó là động từ nhìn và nghe. Nhìn thì có hai cách nói là miemasu và miraremasu. Còn nghe thì có hai cách nói là kikoemasu và kikemasu. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt cách sử dụng của chúng. Đầu tiên là chúng ta sẽ phân biệt miemasu và miraremasu. Các bạn hãy nhìn khung cảnh này. Các bạn nhìn thấy những gì? Em nhìn thấy tòa nhà này. Tòa nhà. Ngoài ra còn nhìn thấy gì nữa nhỉ? Nhìn thấy ô tô. Nhìn thấy xe máy. Bạn Dũng không nhìn thấy gì à? Người đẹp. Đúng rồi. Tức là như thế nào cô? Tức là những cái gì mà nó lọt vào tầm mắt của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng miemasu. Miemasu thì là đúng. Ví dụ, rồi. Thế thì phải nói là gì ạ? Biru ga miemasu. Biru ga miemasu. Đúng rồi. Watashi ga biru ga miemasu. Baiku ga miemasu. Còn gì nữa nhỉ? Kuruma ga miemasu. Thế còn người đẹp, nhìn thấy người đẹp là gì? Bijin. Người đẹp bijin hả cô? Đúng rồi. Bijin ga miemasu. Đúng rồi. Thế còn miraremasu thì như thế nào cô? Miraremasu thì quá là đơn giản. Tất cả những gì nó không lọt vào tầm mắt của chúng ta thì sẽ dùng miraremasu. Em không hiểu. Cô cho ví dụ đi. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn xem video của thầy Dũng thì chúng ta phải lên YouTube đúng không? Chúng ta sẽ có cách nói là YouTube de Dũng sensei no doga ga miraremasu. Miraremasu.
À, tức là nếu mà muốn xem phim ở muốn xem bộ phim mới đấy trên internet không có thì mình phải đến rạp chiếu phim. Đúng rồi, lúc đấy chúng ta sẽ nói là ega kan ni itte ega ga miraremasu. À, ega kan ni itte ega ga miraremasu. Vậy thì nghe cũng giống như thế hả cô? Đúng rồi, nghe cũng như thế, tất cả những gì mà nó lọt vào tai của chúng ta thì đều đúng. Kikoemasu. À, lọt vào tận tai của chúng ta thì đúng. Kikoemasu. Đúng rồi. Lúc bây giờ em nghe thì tiếng điều hòa. Đúng rồi. Nào cô? Aircon no oto ga kikoemasu. Nghe thấy tiếng ô tô. À, kuruma no oto ga kikoemasu. Em nghe thấy tiếng thầy Park sensei no koe ga kikoemasu. À, đúng rồi. Thế còn kikemasu này thì kikemasu là những cái gì mà không lọt vào tai của chúng ta. À, lại giống cái kia hả? Đúng rồi. Dễ quá, nhìn ra hoàn toàn. Quá dễ luôn. Ví dụ muốn nghe âm nhạc, nghe buổi nghe nhạc gì đó đúng không? Một bài hát mà chúng ta thích thì lại phải lên mạng. Đúng rồi, phải lên mạng. Ừ. Trên mạng thì sẽ nghe được bài hát gì nhỉ? Chúng ta không lột được rau hả cô? Mà không lột được à, lại động từ à? Yasai ga. Yasai ga. Yude rarenai. Yude rarenai. À, yude rarenai. À, không được rau. Nhưng mà có bài chúng ta không lột được rau thật á? Có, chúng ta không lột được rau này. Shiranakatta. Chúng ta không lột được rau. Hay là chúng ta muốn nghe một bài nào đó đúng không? Của ai đó, một ca sĩ nổi tiếng nào, chúng ta vẫn lên mạng YouTube hay là đến hẳn buổi live show của họ đúng không? Thì sẽ nghe được thôi. Đúng rồi. Nào thì hồi độ. Ví dụ như là chúng ta đến buổi hòa nhạc thì chúng ta có thể nghe được ca sĩ hát đúng không? Thì sẽ có ví dụ là concerto ni itte sono kashu no koe ga kikemasu. À, nào được rồi. Ok ok, em đã hiểu rồi. Quá đơn giản. Quá đơn giản phải không các bạn? Trên xong rồi cô, có gì cần chú ý nữa không? Có chứ. Đó là ở trong động từ nhóm 2 thì người chia thành veraremasu, nhưng mà người ta trong giao tiếp thì hầu như người ta sẽ nói là veremasu. Ví dụ như là bây giờ nemasu chuyển sang là gì nhỉ? Neraremasu. Đúng rồi, thì trong giao tiếp người ta sẽ thường nói là neremasu. Neremasu. Còn động từ dậy. Okiraremasu. Okiremasu. Okiremasu. Động từ ăn. Đúng rồi. Ăn taberaremasu. Đúng rồi, thì người ta sẽ nói thành taberaremasu. 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 Nhớ thì cũng là nhớ. Nhớ, đúng rồi. Nhớ là oboemasu đúng không? Chuyển thành oboemasu. Oboeraremasu. Và trong giao tiếp thì người ta sẽ nói là oboe demas. Khó quá. Oboe demas sen. Oboe demas. Wow, rồi oboe demas yo. Oboe demas. Kantan ni oboe demas. Và còn có một động từ ở nhóm 3 cũng bỏ ra đi, đó là động từ koraremas, thì người ta sẽ nói là koremas. Ồ, koremas nó ngắn như vậy cơ. Đúng rồi, ví dụ như Dung sang ashita koremas ka? Ồ. Ashita koremas ka? Ngày mai có thể đến đây không? Koremasu. Koremasu. Cô em chưa nghe từ này bao giờ. Chưa nghe bao giờ. Nhà cô đáng tin không này? Tin cô đi. Không, em phải đi hỏi người Nhật cho nó chắc. Thế đi, đi mà hỏi. Em đi hỏi đây. Còn các bạn hãy tin mình nhé. Chính xác 100% luôn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.